Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Trong video ngày hôm nay, mình muốn đem tới cho các bạn một mẫu màn hình Ultra Wide mới của LG có tỷ lệ 219. Đây là cái tỷ lệ chuẩn dành cho các bạn nào chuyên làm đồ họa, muốn tối ưu không gian làm việc trên các phần mềm thiết kế mà trải nghiệm giải trí đem lại thì cũng tuyệt vời không kém. Vậy nhưng mà từ trước tới giờ thì giá thành của những mẫu màn hình Ultra Wide lại khá cao. Thế nhưng trong năm 2019 này, LG đã đem tới cho thị trường Việt Nam hàng loạt những mẫu màn hình 219 mới có nhiều mức giá khác nhau để phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Và mẫu màn hình mà mình muốn nói ngày hôm nay có tên là LG 34WK650. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì chiếc màn hình này nó vẫn mang cái ngôn ngữ thiết kế chung của LG cho năm 2019, tức là nó không có những cái đường cong mềm mại giống các đối thủ châu Á khác, mà thay vào đó là những cạnh vuông vức, những đường cắt thẳng rất là đơn giản nhưng mà vô cùng mạnh mẽ. Về chất lượng hoàn thiện của chiếc màn hình thì cũng khá là chắc chắn. Mặt trước thì được thiết kế rất là đơn giản với ba cạnh trên, trái phải thì được làm chìm với cái viền mỏng để mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn. Cạnh dưới thì được làm dày và nổi hơn so với ba cạnh trên và có cái logo LG đặt ở chính giữa. Bề mặt thì được hoàn thiện ở dạng nhám. Mặt lưng đằng sau thì có màu trắng đối lập với mặt trước và cũng được làm từ nhựa nhám nên là nó giữ sạch khá tốt, khó bám bẩn và cũng không bị dính lại dấu vân tay. Chân đế thì có hình vòng cung, nhìn xa thì có thể dễ bị nhầm nó được làm bằng kim loại nhưng thực chất là nó làm từ nhựa. Phần trụ thì có thể giúp màn hình nâng lên hạ xuống, có cho độ ngửa khoảng từ 5 tới 15 độ. Tuy nhiên thì màn hình sẽ không quay trái phải hay là xoay dọc được, cũng như là nó không có cả lối đi dây nữa. Các cổng kết nối ở đây chúng ta có một cổng DP 1.2, hai cổng HDMI 2.0. Ngoài ra thì nó có một chân cắm 3.5 để cắm các thiết bị âm thanh thông qua màn hình. Mình đã test thử thì nó cho cái âm thanh hơi tệ hơn là các âm thanh tích hợp trên main. Nó có một nút điều khiển duy nhất là nút joystick được đặt ở bên dưới, giúp mọi người có thể dễ dàng điều chỉnh các chức năng của màn hình. Hai loa stereo công suất 5W thì được nhét sẵn ở trong màn hình, âm lượng khá lớn, đủ để các bạn có thể xem phim hay là nghe nhạc ở mức chấp nhận được. Giải âm trầm thì gần như là không có, nhưng mà âm trung và âm cao lại khá là tốt, tức là các bạn để max volume thì nghe nó không hề bị chói hay gắt một chút nào. Mình muốn nói thêm về nút joystick của chiếc màn hình này bởi vì nó đem lại cái khả năng điều hướng menu rất là dễ dàng. Ở những cái thao tác đơn giản nhất đó là gạt lên xuống thì chúng ta có thể điều chỉnh nhanh được những cái độ sáng hay là độ tương phản của màn hình. Còn gạt sang ngang thì để giúp chúng ta tăng giảm âm lượng của loa đi kèm. Ngoài ra khi mà ấn thẳng vào nút thì trên màn hình nó sẽ hiện ra những cái tùy chọn như là tắt màn hình này, chọn nguồn tín hiệu, chọn nhanh chế độ hình ảnh và nhiều hơn các cái thiết lập cho màn hình khác. Picture Mode thì giúp các bạn có các chế độ như là xem phim, chơi game hay là xem ảnh. Lưu ý là khi các bạn chọn một chế độ nào đấy thì sẽ có một số tinh chỉnh nó bị ẩn đi và không thể điều chỉnh được nữa. Thì đây là ý đồ riêng của nhà sản xuất, giúp mang đến cái chất lượng hình ảnh đúng như là tùy chỉnh đó. Ở phần Game Adjust, bạn sẽ tìm thấy cái khả năng bật tắt tính năng đồng bộ hình ảnh AMD FreeSync và bật tâm ngắm. AMD FreeSync thì không cần phải nói quá nhiều rồi, yêu cầu quan trọng nhất là bạn nên sử dụng với VGA của AMD. Còn tính năng Crosshair là một tính năng rất là tiện dành cho các bạn game thủ, đặc biệt là chơi các trò bắn súng, bởi vì khi bật lên thì nó sẽ có một cái tâm ngắm ở giữa màn hình và bạn cũng có thể tùy chọn những mẫu tâm ngắm khác nhau tùy theo sở thích của bạn.
Và với cái mức giá chỉ là hơn 10 triệu đồng một chút thôi thì mình nghĩ là chiếc màn hình này rất xứng đáng để đầu tư, bởi vì nó có tấm nền IPS 8 bit này, có độ phân giải Ultra Wide HD 2560x1080, có tần số quét là 75Hz, cũng như là kết hợp những cái công nghệ như là chống xé hình Ambient Ray Tracing hay là HDR10. Tuy nhiên thì công nghệ HDR10 trên chiếc màn hình này nó lại không có quá là nhiều cái sự khác biệt hay là rõ rệt hẳn như là những chiếc màn hình cao cấp khác, thế nên là mình sẽ không nhắc tới nó nhiều ở đây. Tấm nền mà chiếc màn hình này sử dụng đó là tấm nền IPS do LG sản xuất luôn. Vì sao mà mình lại nhắc lại vấn đề này? Đó là bởi vì trên thị trường hiện nay thì đã có khá là nhiều nhà sản xuất Trung Quốc cũng sản xuất được những tấm nền này và rất hay sử dụng cho những cái màn hình giá rẻ. Thì khi mà chúng ta sử dụng màn hình của LG sản xuất, nó sẽ cho cái màu sắc cũng như là độ bền cao hơn hẳn những chiếc màn hình mà sử dụng tấm nền do Trung Quốc sản xuất. Khi mà mình tiến hành đo với Spider 5 Elite thì nó thu được những cái kết quả khá là tốt so với mức giá của sản phẩm. Ví dụ như là độ phủ màu thì đạt 100% sRGB, 82% Adobe RGB. Kết quả này mà so với các đối thủ ở cùng mức giá thì hiện tại LG đang là cho chất lượng cao nhất. Độ sáng và độ tương phản thực tế thì đạt 250 nit và 760. Điểm trừ lớn nhất của cái màn hình này chắc là ở mật độ điểm ảnh, nó chỉ đạt 82 ppi mà thôi, do cái độ phân giải màn hình là Ultra Wide HD 2560x1080. Tiếp theo về trải nghiệm dùng chiếc màn hình này, đầu tiên thì mình trải nghiệm với xem phim trước. Khi mà sử dụng màn 219 ấy để thưởng thức những bộ phim tới từ Hollywood thì đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không còn khó chịu bởi những cái viền đen nằm ở trên hay là dưới màn hình nữa, giống như là tỷ lệ 16:9 trước đây. Và với trải nghiệm lướt web hay là làm việc hàng ngày thì màn hình 219 này thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa, khi mà gần như là các bạn có thể mở được nhiều cửa sổ khung hình cho cùng một lúc mà không hề lo bị che mất. Ví dụ như là một màn hình chúng ta để cho Facebook này, một màn hình chúng ta để cho Excel làm việc thì có phải là vô cùng tiện lợi đúng không? Còn khi chơi game, việc thay đổi từ 16:9 lên 21:9 giúp mở rộng góc nhìn của bạn rất là nhiều. Góc nhìn rộng hơn có nghĩa là bạn sẽ có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, và đây được xem là một lợi thế có thể giúp bạn đi trước đối thủ một bước khi mà chơi những tựa game online nhiều người tham gia. Khi mà chơi các tựa game FPS nổi tiếng như là PUBG hay là CSGO thì minh chứng rõ rệt cho việc mở rộng khung hình 21:9 giúp người chơi có thể tận dụng lớn hơn cái trường nhìn của mình. Còn với các tựa game MOBA như LOL hay là Dota 2, bạn sẽ phải mất một chút thời gian để có thể làm quen được với chiếc màn hình mà có độ rộng lớn như thế này, bởi vì một số bạn còn có thể không tập trung hết được vào trận đấu của mình nữa. Tóm lại, chiếc màn hình này nó sẽ phù hợp để các bạn chơi những tựa game mạnh về trải nghiệm hình ảnh, đồ họa, còn các tựa game MOBA thì nó không còn là một thế mạnh nữa rồi. Còn khi chơi, bạn hoàn toàn có thể chỉnh tỷ lệ màn hình xuống 16:9 là được. Với tỷ lệ 16:9 thì cho dù bạn dùng độ phân giải là Full HD, 2K hay là 4K thì nó cũng chỉ giúp cho hình ảnh sắc nét hơn thôi mà không cải thiện gì về không gian làm việc cả. Tuy nhiên khi mà thay đổi lên 21:9 thì nó đã mở rộng hoàn toàn cái không gian làm việc của bạn một cách rộng rãi hơn. Đặc biệt những bạn nào mà làm designer thì giờ đây các bạn đã có thể làm việc một cách liền mạch, nhanh chóng cũng như là tăng được năng suất và chất lượng của sản phẩm, vì bạn đã có thể lôi hết tất cả các tool cô ra sử dụng cùng một lúc trên cùng một màn hình như là Photoshop hay là 3D Max. Với các bạn nào mà chuyên làm ảnh hay là làm phim ấy thì màn hình 21:9 nó giống như là việc các bạn chuyển từ crop sang full frame trên máy ảnh vậy. Điểm cuối cùng mà mình muốn nhắc tới ở chiếc màn hình này đó là những cái phần mềm hỗ trợ cho người dùng. Thì đây mới thực sự là những cái điểm khác biệt lớn nhất của LG so với các đối thủ, khi mà họ đã tự phát triển những cái ứng dụng độc quyền hỗ trợ được thao tác người dùng một cách tốt hơn với rất là nhiều những cái tính năng hay ho, mà có hai ứng dụng mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người và mọi người nên sử dụng, đó là On-Screen Control và Dual Controller. On-Screen Control là cái ứng dụng mà có rất là nhiều tùy chọn các cái cách bố trí khung chia màn hình có sẵn, thuận tiện cho các bạn muốn hiển thị nhiều ứng dụng một lúc để phục vụ cho công việc. Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh menu của màn hình thay vì dùng nút joystick nữa. Dual Controller thì là cái ứng dụng giúp bạn liên kết được hai thiết bị cùng cắm vào màn hình thông qua mạng LAN để có thể chia sẻ các thiết bị ngoại vi. Ví dụ như là bạn đang có cả PC và laptop cùng cắm vào màn hình thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng chuột và bàn phím đang cắm trên PC để dùng luôn cho laptop mà không phải rút ra cắm lại, rất là mất thời gian nữa. Các bạn có thể download được những cái ứng dụng mình vừa kể trên ở phần link mình để ở phần mô tả, và những cái ứng dụng này thì đang được sử dụng hầu hết trên các màn hình LG hiện nay. Cuối cùng, để đánh giá lại thì mình thấy chiếc màn hình này là một chiếc màn hình rất phù hợp để các bạn có thể đầu tư trong phân khúc giá 10 triệu đồng.
từ việc là có cái tỷ lệ 219 này hỗ trợ rất tốt cho công việc lẫn trải nghiệm giải trí, hay là có màu sắc phải nói là gần như tốt nhất trong cái phân khúc này, đến những cái phần mềm hỗ trợ thao tác người dùng rất là tốt nữa. Thì nếu các bạn nào đang làm trong các lĩnh vực như sáng tạo nội dung và đang cần một chiếc màn hình phù hợp với công việc, hoàn toàn có thể cân nhắc tới LG 34WK 650 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.